Hai ngàn ngày đêm trấn thủ Củ Chi, tác giả Xuân Vũ, Dương Đình Lôi, tập thứ 56, chương 48, gặp lại cố nhân Hốc Hác, Sơn Tiêu và Tám Nghi. Trong kháng chiến chống Pháp cũng từng có một vụ thất tình của một anh cán bộ đã dẫn tới một hành động chính trị. Một anh chàng học sinh Sài Gòn dắt một cô bạn ra bưng để xây tổ uyên ương trong khói lửa. Ra khu được ít lâu, một tên cán bộ trung ương giỏi mép Marxist đã cũng được cô nàng. Chàng kia uất ức trở lại thành kêu quân đội Pháp đến oanh tạc và đổ bộ đánh tan một hệ thống cơ quan ở vùng Bạc Liêu. Những người có trách nhiệm tìm cách che giấu rất kỹ, nhưng sau cuộc tấn công bất thần đó, truyền đơn trải khắp nơi, mỗi tờ giấy trắng đều in rõ hình anh chàng hận tình, tên tuổi và câu chuyện bị cõng người yêu cùng với danh tánh của những kẻ trong chuyện. Sau đó lại xảy ra một chuyện khác ở vùng Cần Thơ. Tên tư lệnh mắt mèo Võ Quang Anh hốt vợ chưa cưới của sinh viên trường quân chính Quang Trung. Cậu sinh viên này phấn chí bỏ về thành đi học trường sĩ quan quân đội Sài Gòn. Lúc đình chiến lên đến trung tá, trước khi về thành cậu ta nhắn với bạn thân. Ê, mày về nói với thằng này, điệt mẹ cách mạng giùm tao ngang. Cái thằng bạn thân đó chính là tôi. Có lẽ nào giờ đây tôi là kẻ cũng vợ chưa cưới của ai? Tôi không bao giờ làm chuyện đó. Ngược lại chính một tên tư lệnh mắt mèo khác đã cũng người yêu của tôi. Nhưng tôi không nói gì, cũng không thèm phản ứng. Vì tôi biết nàng ta không yêu hắn, mà bị bà mẹ nàng dồn ép. Dâng nàng cho hắn, để hắn không đến ve vãn bà ta nữa. Sự ve vãn này có thể đưa đến sự thất tiết của bà. Lẽ thứ hai tôi luôn nghĩ con gái như mảnh lụa đào phất phơ giữa chợ, cũng như chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn, ta tìm cái khác, thiếu chi mà ta phải ghen tương giành giật với nhau, soạn. Với triết lý đó tôi không bao giờ đau khổ vì tình, không có người con gái nào làm tôi đau khổ, và tôi cũng không muốn ai đau khổ vì tôi. Tôi muốn họ coi tôi như một thứ chim trời, cá nước, một con bướm khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Tôi chỉ sợ ua quẫn trí thì khốn. Cô nàng chỉ vọt ra Củ Chi trong vòng 3 tiếng đồng hồ là cả vùng này nát như tương. Thoát nghĩ như vậy tôi muốn vọt theo nàng, nhưng nàng đã ra đến đường lớn. Chiếc xe phóng nhanh. Cô hiền ra đến cái ngõ lan cỏ hoang trấp hờ bằng một nhánh chà tre để ngăn biệt kích chứ gì. Rõ là một trò đùa, ở trên trời có một cơ quan cũng làm như cảnh giác cao, bắt nhân viên đúng nửa rào một châu vi rất rộng. Chẳng ngờ đó là một cách phô trương, chẳng bao lâu biệt kích đột nhập, phối hợp với trực thăng đổ chụp giết sạch nhân viên. Cô Hiền kéo nhánh trà tre qua một bên lấy lối cho tôi vào rồi sắp lại như trước. Tôi vừa bước ít bước thì từ một cái chòi lá lụp xụp núp dưới một gốc cây bưởi bước ra một người. Ê, bộ nhà! Tôi nhìn ra ngay, Tám Nghi, nhưng một Tám Nghi sơ sát hải hùng. Hắn là thượng úy đoàn viên của một đoàn sĩ quan do tôi làm phó đoàn vượt Trường Sơn. Tám Nghi nói, ổng à được điện báo của H2 mày đã rời khỏi bên đó hồi sáng. Tao cho người rình nãy giờ. Thôi, đi vô, đi vô. Ổng đang chờ mày như trong nước uống kìa. Gì mà dữ vậy? À, mày thuộc về thứ dữ rồi còn chứ gì nữa. Ăn ở gì mà kính cổng cao tường vậy, còn hơn mấy ông trời con dâu liên trên Trường Sơn trốn khách. Ê, phải vậy mới sống. Tám Nghi quay lại hiền lót tót theo sau bảo. Em à, đi vào à, đem trà kẹo và thuốc lá ra đây để anh bạn anh giải lao chút rồi vô ý kiến bệ hạ. Tám Nghi đẩy tôi vào chòi, trong đó có một chiếc võng mắc sẵn. Hắn bảo tôi dân võng nghỉ ngơi chờ lệnh. Tôi nghĩ lại một thứ triều đình con so với trên trời. Mỗi ông lớn ở hùng cứ một vùng tha hồ đặt ra điều lệ riêng cho mình. Tôi hất hàm hỏi Tám Nghi. À, cô em nào coi khớ vậy? À, thì cũng con nuôi của các ông thôi, hỏi làm gì? Mày không có nuôi đứa nào à? À, tao lấy gì mà nuôi? Phong trào nuôi em nuôi con nuôi coi bộ lây khắp nơi. Biết vậy hay vậy chứ có nói ra mà mất chỗ đổ nón. À, con gái bây giờ mà lọt vô cơ quan của mấy ông á, là anh như phi tần của hoàng thượng vậy. Tám Nghi móc gói cắp tăng ra mời, hai đứa nằm võng lắc lư coi trời bằng hột vịt qua làn khói mờ. Tám Nghi hỏi, à, tao nghe đồn mày sắp làm phò mã ở trển. Ê, đết gì?
Ở trên có phải Yên Thân không? Mày không hay vụ dưa hấu rụng kỳ rồi à? À có chứ sao không, mày tưởng dưới này không có thứ đó sao mà giác càng tôm xuống đây? À, dưới này còn lụm mạnh hơn trển đó hả? À, dưới này còn bận ba xây ba chống ba khoan nên à, để trên rờ lụm trước. Hai đứa cùng cười rượu với nhau thoải mái, phải có tư linh là đủ bộ ba ông táo, tha hồ mà phun mây nhả khói. Nguyễn Trường Nghi không biết ở tỉnh nào, tôi không hề hỏi quê quán hắn, mà hắn cũng không hỏi gốc gác tôi. Tôi biết hắn là tay xạ thủ súng ngắn của trường lục quân Sơn Tây. Trên đường về nghi bệnh nằm tại trạm xá T-14, mới có 2 năm mà anh ta trông hom hem quá đỗi. Hắn đoạt hạng tư trong toàn thể các tay súng ngắn Liên Xô và Đông Âu. Trên đường Trường Sơn, nghi là tay bắn khỉ đại thần sầu, còn tài hơn Dương Bá Đương nữa đó. Không phát nào xảy và toàn ngay đầu. Khỉ mà bắn trúng mình thì kể như ăn máu nó thôi. Tám nghi buông một câu bất ngờ. Ê, thằng Trần Chánh Lý nằm lại ngoài đó muôn năm. À, không biết Bảy Phương có sửa sang gì lại cái mộ của nó không? Vào trong này à, đụng tăng Mỹ mới nhớ tới nó. Thượng quý chống tăng lại nằm ở chỗ không có tăng. Hai đứa thở dài với nhau sườn sượt. Tám nghi chợt thấy chiếc nhẫn trên tay tôi hỏi. Ha, bộ mày dính với cô nào rồi sao? Cô nào? À, không biết con Thu Hà. Tám nghi bỏ lửng không nói thêm, cơ chừng sợ đụng chạm tới cô nào, tôi nói. Y tao vẫn lang bang như xưa. Ai biết đâu, tao nghe nói mày bị đeo dữ lắm, nào thành phần cơ bản, nào tiểu tư sản. Y cũng có nhưng không có dính với ai. Tám nghi uống trà và đốt thuốc hết điếu này mồi điếu khác, hắn ngó mông lung trên nóc lều một hồi và nói. Mày à biết vụ bà chàng trên trời không? Bà chàng nào? Tám nghi ngó quanh như cảnh giác điều gì và nói. À bà chằn rừng sát xuống tới đây nè. Tôi giật mình. Ít hồi nổi cha nổi. Tám nghi nghiêng qua gần tôi và thì thầm. À cũng mới đây thôi. Mày đừng có học qua đi học lại ngang. Đứt đầu đó. Mẹ tao không hiểu ngày xui tháng rủi gì mà tao gặp một chuyện như vậy. Nghe Tám nghi nói vòng vo tôi cũng đoán ra rồi. Nhưng để y bật mí thử xem. Thì đúng y như rằng. À không hiểu bằng cách nào mà bả mò trúng ngay chốc hầm của ông Đờ Cát. Rồi cái tuần đó diễn ra làm sao? À thì đại khái là quăng cái hồ lô của bà lên hô giáng. Ổng cũng quăng cây gôm phép của ổng lên hô giáng đáp lại. Bà chỉ tay một cái là hô thâu, cây gôm chạy tọt vào hồ lô. Thôi đời là vậy, cây gôm bao giờ cũng không thắng nổi cái hồ lô. Nè tao dặn kỹ nghe, như có nói ra nói vào, gặp con nhà báo nhổ nộm á, nó chụp được, nó phết ra thì mệt của ổng lắm. Hôm trước nó đóng ở trên kia cả, sau màn hỗn chiến đó sợ hôi ổ, ổng rút xuống đây. À, còn bả? Bả là khu quỷ viên mà mày, mấy bà hai sót năm đang mọc dưới trướng bả nghe lệnh bả triền nào dám chống lại. Các cơ quan của khu đóng trên đất Củ Chi này đều phải liên hệ với hai bà đó. Bả nói một tiếng là hai bà đó khai ngay, ông bây giờ sợ bả còn hơn sợ xe tăng Mỹ. Ý, mày nói cà rỡn hoài tao không hiểu gì hết. Đâu nói rõ ra nghe coi, tao hứa sống để bụng chết mang theo mà, tao thề độc. Tôi đưa tay ra, ê, ngoéo tay nè. Tám nghi tiếp, bà là ó dữ quá. Làm sao bà vô tận nồi gõ được vậy? Bà đứng bên ngoài bà la ôm lên, bảo vệ ra đuổi bà rút K54 ra lên đạn rong róc và xưng tên. Ông thần mình sợ dở lỡ ra nên kêu bảo vệ đẩy bà xuống hầm để ém luôn. Bà dữ thiệt mày ơi, tao không ngờ bà dám nói những tiếng quá ư nặng nề. Hả, nói cái gì? Bà sổ nhỏ à? Hay không đâu, bà là cán bộ đảng cao cấp hơn bà ba phó tư lệnh rợ mà. Bà đâu có xài nho. Bá nói vậy bốn chữ, cần kiệm liêm chính kia chứ. Ít, bá quan hô chữ nào nhất? Chữ nào bá cũng đem ra hô giáng ông thần cả. Cuối cùng bá hạ một câu bất hủ. Cửu hầu còn đó sao cửu không dạy cháu cửu? Xin mở ngoặc. Tội nghiệp bà khu ủy viên. Bà tưởng cụ hầu là người đạo đức. Đức hạnh thì có. Toàn dân Nam Kỳ đã nhầm lão già tàn ác này. Chính lão đã bỏ thuốc độc giết Dương Bạch Mai tại cuộc họp khoáng đại của Quốc hội tại Ba Đình năm 1960. Ai cũng biết mà không dám hó hé. Xin đóng ngoặc. Tám nghi lại nói tiếp. Lúc bây giờ tao đang làm báo cáo ở trong một cái ngách hầm ngay bên cạnh hầm chính của ổng. Muốn tránh để cho hai bên tha hồ quánh phép, tao bèn chui tọt lên và chạy đi. Nhưng tai vẫn còn nghe văng vẳng, văng những câu rất ác. Rồi ổng phản ứng làm sao? Ổng xuống nước nhỏ, rất nhỏ, nhỏ tối đa, tao chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến thế.
Ê, rồi bà làm sao? Bà thì đi nước lớn, lớn thật lớn, lớn như chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến thế. Thôi, đại khái vậy đó, mày đừng có phỏng vấn tao nữa, khổ thân tao lắm. Tôi không hỏi hắn nữa, nhưng suy nghĩ hoang mang. Tôi chưa bao giờ ngờ thấy một lãnh tụ hoặc một cán bộ cao cấp đàng hoàng, phải chăng thượng bất chánh hạ tắc loạn. Ông trưởng phòng như thế thì còn dạy dỗ các trường ban và nhân viên làm sao? Tôi đi từ miền Đông qua miền Trung xuống miền Tây Nam Bộ trong thời kháng chiến. Đi tới đâu cũng nghe những chuyện lăng nhăng của mấy ông lớn. Ở miền Đông thì có ông Tô Ký, miền Trung có Trần Văn Trà, miền Tây có Nguyễn Văn Trấn và Võ Quang Anh. Toàn những ông tư lệnh tư lộc không thôi. Lính lại có quyền hành đâu mà giật vợ người. Người nắm quyền trong tay phải luôn luôn được kiểm soát chặt chẽ, nếu không sẽ gian dâm, hạ lạm. Tôi nhớ đám cưới Tô Ký, một thứ xa xỉ cực kỳ quái cỡ, đèn mang xong đốt cả mấy chục cái trong rừng cao su, không có nói làm chi, rượu tay uống không hết, đem đổ trên đầu nhau chơi. Còn đám cưới của Năm Lê tức là Sơn Tiêu, lính lấy thịt heo quay ném nhau như đất cục. Thế nhưng bây giờ Năm Lê lại phụ tình và bị vợ hạ nhục. Ắt hẳn bây giờ chỉ hai mặn ăn năn vì đã đá ông trung đội trưởng chọn kia để lấy ông tiểu đoàn trưởng Sơn Tiêu này. Tôi nói với Tám Nghi, ê, tao gặp bà trên trạm 66 rồi mày à. Bà định đột nhập vào triều đình để hỏi tội Đức Lăng Quân nhưng lính gác kỹ quá bà không có vô được. À mà có được cũng chẳng làm gì. Vì ổng đâu có ghé rợ, ổng đi tàu lặn về Bến Tre rồi lộ về đây nhận chức phó phòng tham mưu luôn. Tha mưu hả? Tha gì mà tha, nhưng ổng bây giờ kẹt cò dữ lắm. Ổng không vô được đảng quỷ thì có ngày rơi mão. Tao về đây 2 năm rồi, ngày nào cũng nghe ổng chửi bới gắt gỏng. Cả với ông Hai Phụng thượng tá tư lệnh phó kiêm trưởng phòng tham mưu mà ông cũng gạt ngang không có ngán. Ý, tại ổng không tha được cái mưu con mẹ đang len ở phố Hàng Đào vô đấy nên ổng khủng hoảng chứ gì. Còn ổng tạc ông Phụng là vì ông này dốt không có thành tích bằng ổng. Chứ đối với ông Ba Xu, ông đâu có dám lấn lướt. Ông ấy là tư lệnh lại thành phần dân cỡ mũ, du sản 100%. Còn ông thành phần lính thủy Tây, ông cũng biết tùy mặt mà lên chân. Thôi, bỏ chuyện đó đi, mày rước bà xã vô chưa? À, tao cũng ông cây cà đông săn rờ cơm đây mà chịu trận chứ xả ớt gì đâu. Trên Trường Sơn thì bị sốt rét, xuống động bàn à. Cái nọc mũi đòn sóc cũng còn đây chứ nào dứt. Tối ngày cứ ru rú trong hầm á, chờ coi ổng có kêu tới á, la hét cái gì không, làm chánh văn phòng mà y như thằng Cần Vũ. À sao có cái việc lẩm cẩm trong chức trách vậy? Ê, ở đây toàn vậy cả, không phải chỉ ở đây và mà mình tao. Mấy ổng bỏ hết điều lệnh nội vụ, điều lệnh kỷ luật của quân đội rồi, mỗi ông là một cái đầu gà, muốn gáy kiểu nào cứ gáy. Tao chỉ huy cả một trung đội liên lạc Cần Vũ, tối ngày chuyện nấu cơm và móc hầm cho ổng ngã lũi. Kia kìa, mày có thấy cái mái nhà lụp xụp đó không? Trên mặt đất trông không ra gì cả, nhưng dưới hầm thì đủ hết, dán gõ bằng ghế y như ở trên. Ổng không bao giờ bước ra khỏi hầm trừ khi tiểu tiện. Tao chỉ thiếu việc bưng bô cho ổng nữa thôi. Ổng vừa ra lệnh cho tao bắt lũ con nít khoét đường cho ổng đi dạo quanh nhà này. Lạ thiệt, ổng là trung đoàn trưởng pháo binh mà lại sợ pháo hơn tụi thường. Ừ, thì chính vì con nhà pháo hiểu tánh lợi hại của pháo nên sợ pháo hơn người thường. Ừ, mày nói đúng, thằng Ba Xây xã đội phó, chủ của cái nhà này, nó cho vợ con ra ấp chiến lược hết rồi, ở lại đây nó tử thủ. Hàng ngày nó đi đặt lờ đặt lọt, bắt cá tôm bán, có biết sợ sệt gì. À, tao biết ổng hồi còn trẻ cũng gan lắm, đâu có thổ đế như vậy, có lẽ về già cũng lưng mật. À, mấy lúc ngớt pháo ổng kêu tao tới nói chuyện chơi, biết chuyện gì mà nói, bố ai dám pha trò với ổng. Hồi 9 năm ổng vui nhộn và thể thao lắm, trung đoàn 300 có đánh lấy được chiếc tàu Tây á. Tụi này chiều chiều thường chạy trên sông Giàm Sát la ó hả hơi, ổng chạy đua bơi lội đều giỏi hết. Ê, bộ tướng ổng coi bộ cái gì cũng giỏi, giò dài, tai dài, mặt cũng dài. Từ hôm B-52 cắt một đường dán ót, tao coi bộ cái mặt của ổng càng dài hơn, khó nhìn quá trời. Để chừng gặp ổng mày sẽ thấy tao nói có đúng không? Tối ngày ăn rồi cứ rút trong hầm, nếu độn thổ được chắc ổng cũng độn thổ tới đất cái luôn. Ê, bộ B-52 dán khúc lòng ổng này dữ lắm à. Có chứ, nô rạch một lần từ Hố Bò xuống An Nhơn, bề ngang chừng 2 cây số. Có lẽ đây là lọt mồ côi á, và đầu mút cho nên á, đổ bom không đông đặc lắm. Chừng 200 thước mới có một hố bom. Ấy á, là tao chỉ đoán mò thôi chứ làm sao mà biết được. Nhưng nếu có chệch gì phía trong một chút á,
thì tụi này chắc khóc xương rồi. Chừng mày về hát sáo á, sẽ đi ngang cái nhát dao dán ót đó. À, chắc gần đồng dù, tụi nó sợ súng cửa nên làm nhẹ tay chứ gì. Đây à, chỉ cách đồng dù chừng 6 cây số. À, xa thì sợ B-52, gần sợ tăng pháo, biệt kích, mày muốn cái nào? Muốn cái nào à? Con mày chạy ruột B-52 trên trời về đây à, bắt cái nào? Tôi cười, mày bắt cái nào tao bắt cái đó. Tám nghi ngưng một chút rồi hỏi, mày à, về đây có kế hoạch đánh đá gì chưa? Ê, đánh bằng cùi chỏ hay bằng gì? À, pháo phía tụi H6 trộn sống hết, mày về quật màu lên mà xài. Tao không có một món khí tài nào trong tay, ngoài bộ thước xạ kích tổng hợp trong ba lô và cặp ống dòm đây. Ai dùng lên, nhân dân miền Nam anh hùng, nói vậy sao được tí nó. Ý, dùng thì dùng, còn lên hay không nó chưa biết. Tao thì muốn dùng mà nó không có lên, nó cứ nằm ì, mà thà nó nằm êm còn dễ chịu, chứ nó dùng lên thì mắc công kiểm thảo như thằng hai giả. Ê, tao nghe đồn mà không có rõ vụ đó ra sao. Thì có cái đắt gì, sướng con cu mù con mắt, nó có vợ ngoài Hóc Môn, tháng nào cũng vô cho nó nộp tu, nhưng vì nó thích dụng lên nên nó ở trong này chịu không nổi á, lại thiểm sực thêm một bà. Vậy chứ có gì, nghĩa là đúng ý cái công thức á, con dòng con cởi của mùa thu ta. Có vậy thôi. Vậy thôi đã hạ từng công tác, ngưng sinh hoạt đảng, nếu hơn thì tới chuyện gì nữa. Như trong khi vợ bé bố dưỡng ở villa, còn bố thì làm tổng bí thư so với số phiếu 100%. Ê, chuyện đời muôn năm nó là như vậy, nói đạo đức dễ nghe hơn giữ đạo đức. Bẩm có bấm kẽn khua len ken trong nhà, tám nghi nhổm dậy bảo, ê, sửa soạn triều phục, đi vô chầu cha nội, bệ hạ gọi đó. Ê, hồi nãy cô bé nào coi mướt vậy ta? Ê, mày cũng muốn dùng lên hả? Con gái nuôi của ổng đó, nó là người thân cận với ổng hơn cả tao. Nó ra vào chầu trực mình rộng tự do, còn tao á, tô lô phone gọi mới vô được. Ý, ở đây có lô phone cơ à? Cái cản đó không nghe sao, đánh giữa Mỹ mà xài lô phone cỡ đó, mày thấy bình minh lên khắp nơi rồi chứ. Thì tao đi đâu cũng thấy con nuôi, ông bà Thắng trên trời, ông Tám Quan và ông thần núi ở đây. Con nuôi có hiếu hơn con đẻ, con nuôi bố biểu cái gì cũng được, mày có hiểu không? Chúng tôi sánh vai đi đạp lên đầu những đám cỏ mịt mùng, ít dấu chân, người ta muốn để nguyên màu hoang dại. Tám nghi bảo, có đại yến đãi mày đó. Yến gì? Tao chưa hề thấy ổng săn đón ai như đối với mày. Bọn hậu cần liên lạc cả tao nữa, được lệnh ổng chạy đi mua rượu tây la ve và một mớ thổ đế nấu sốt vàng theo kiểu Hà Nội. Riêng tụi tiếp phẩm phải chạy mua cho kỳ được nước đá. Tôi bật cười, bỏ mẹ rồi. Hả? Cái gì? Mới đút đầu vô chiến đấu mà ổng cho ăn thịt thỏ là điềm chẳng lành. Vậy thì tao sẽ nhát như thổ đế và chạy nhanh như thỏ rừng mà thôi. Tới thềm nhà, Tám Nghi níu tay tôi dừng lại và nói nhỏ, mày cứ đứng đây, tao vô ngách bảo thằng Cần Vũ. Một chốc Tám Nghi chạy ra đẩy tôi đi trước, hắn rón rén theo sau tới hầm, hắn bảo, ẹt rồi, vào đi, cởi dép ra. Tôi làm theo lệnh rồi bước xuống bậc thứ nhất, sao mà lạnh thế. Tôi đã từng vào nhiều hầm nhưng chưa hầm nào giống âm phủ như hầm này, đúng là hầm đờ cát. Tôi có cảm tưởng tôi là chú chuột nhắt đang chui vào lòng một quả núi đất. Quả núi mà sụp là chuột bẹp dí, phải dùng ít nhất 500 nhân công mới đắp nổi cái hầm này. Lòng hầm rộng rãi, nhưng tôi lại thấy nó ngột ngạt khó chịu vì cái không khí ẩm ướt nặng nề và ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn cầy cắm ở một lỗ lõm của tường đất. Tám Nghi bảo tôi ngồi ở một cái ngách có bàn ghế hẳn hoi. Đây là nơi cán bộ các ban ngồi chờ trước khi làm việc với ổng. Tôi đang đảo mắt ngó quanh thì cận vệ trở ra. Cậu ta bước lại rỉ tay Tám Nghi. Tám Nghi nắm vai tôi bảo, ổng kêu dạo. Rồi hắn đi trước, tôi theo sau. Tôi nghĩ thầm, ông thằng này rành chiến tranh lắm, so với cái hầm của Tám Quan thì nó khoa học hơn gấp bội. Bỗng Tám Nghi quẹo qua trái, hầm kiến trúc theo hình chữ L, nếu đạn có nổ ngay miệng hầm miễn cũng không văng vào được. Một ngọn đèn cầy khác hắt ra một thứ ánh sáng nhà mù. Tám Nghi quay lại bảo, ê, coi chừng sụp. Tôi bước xuống luôn một mạch, bốn bậc đất sáng sắc rất sắc như lót gạch. Ai xuống cái hầm này dù không dội bom đạn cũng có thể hiểu được cường độ chiến tranh ở đây. Tám Nghi đưa tôi đến một cái ngách đào sâu vào vách hầm, rộng bằng phân nửa toàn bộ hầm của Tám Quan. Tám Nghi trỏ vào bàn ghế, cây trụ rất chắc và bảo, ê, đây là hang của tao và mấy cậu bảo vệ, bàn để ăn cơm và làm việc, trụ để mắt giỏng hai tầng.
Đám người lại bảo tôi ngồi chờ rồi cười khoe cặp môi chì khô răng rúm. Mày coi tao kiến trúc hầm này kiểu đúng với hầm chống nguyên tử mình học ngoài Bắc không? Đối diện với cái ngách này là một cái ngách nhỏ, trong đó một cậu bé đang ngồi trên một cái thùng gỗ thông đựng đạn DKZ. Tám nghi bảo, viết thơ viết từ cái gì, không có được gửi lén gió ngang. Bữa nào tao cho mày về xa nhỏ mà thăm nó, bộ gần ngày cưới rồi nôn hả? Tao đây với ông thầy pháo này à, già khú rồi mà có được như mày đâu. Thằng bé ngóc lên nhìn rồi nói, ê, chú già chứ thầy pháo có già đâu. Đi lại bếp bảo mấy đứa nhỏ lột da thỏ chuẩn bị xào nấu đi, khách tới rồi. Đứa nào coi lại nước đá rộng mặt cưa và trấu có kỹ không? Đến lúc dùng mày chảy hết, ông cạo đầu tụi bay ngang. Tám nghi quay lại bảo tôi bỏ ba lô và các thứ lỉnh kỉnh ra để trên bàn ăn cơm. Đứng chờ còn y thì đi tới rồi rẽ ngang về phía trái. Như vậy hầm có hình chữ Z, tôi tranh thủ gà chuyện với cậu bé. À, bộ nhà cậu ở xa nhỏ à? Dạ. Sao vô đây? Dạ, ban đầu em tòng quân ở khu hai chòi, học xong khóa tân binh, em đưa nguyện vọng ra đơn vị chiến đấu nhưng họ đưa về đây. À, chừng nào đám cưới? Dạ, em hẹn với cô ta là giải phóng xong về cưới, nhưng xem ngồi không mau nên em muốn xin phép về làm đám cưới rồi chở vô, nhưng chú Tám bảo khoan, tình hình này không có ai dám tập trung ăn đám cưới mà làm. Nên em gửi thư về bảo ở nhà nán lại một thời gian nữa. Xin mở ngoặc thì cũng cái kiểu hai năm thống nhất cậu ơi, đừng có bao giờ tin lời hứa của cách mạng. Xin đóng ngoặc. Tôi bắt qua chuyện hầm hấu. Hầm này à, đào sâu ngủ thoải mái quá à. Ấy trời ơi, mấy cháu đào học máu đó chú. Cả chung đội làm liên miên một tháng mới xong đó. Đào ngang bằng cây cao su hả? Dạ, đây là cột nhà giàu bỏ đi mình lấy đại về làm. Rừng chồi cây nón đâu đủ sức chịu cái nóc hầm này đâu. Tụi cháu vừa trồng khoai mì và mắc cỡ trên nóc. Hồi trước có cái nóc lá nhưng bị B-52 hoặc bay mất. Vì B-52 ở ngoài xa mà. Ê, nhưng mà hơi á, nó của nó mạnh lắm, nó đi như sấm vậy. Nếu người đứng trên mặt đất không bị đạn thì cũng bị văng. Tôi trỏ mấy đốm ánh sáng loang trên vách hầm hỏi. À, lỗ thùng hơi khoét hay có ống tre? À, dạ, đặt ống tre đàng hoàng, còn khoét thì ít lâu đất sẽ lở bít hết. Có lót ni lông trên đà ngang trước khi đổ đất lên không? Dạ có, chúng em còn đương dĩ tre trải đè lên để đất khỏi rơi xuống nữa. À, vậy là tốt, ở đây đất cao nên lòng hầm đào rất sâu, còn trong gốc chàng đất thấp xuống một thước là đụng nước rồi. Tám nghi trở ra tôi hỏi ngay, à, cái hầm có ăn thông ra địa không? À, có chứ. Ba xây à, có được một khúc đào trước kia, nó vừa lỡ, tụi tao phải sửa sang lại để xài. Y tặng cho tụi này luôn, y bảo à, mấy ổng có chung thì chung, còn tôi thì à, dông thôi. Chung xuống dưới, à, chuỗi tụi nó moi được miệng hầm, nó móc lên như móc của, tôi không có chơi. À, địa được bao dài? À, 150 thước. Mày có xuống thử chưa? Có chứ. Bao lâu? Chừng hơn nửa tiếng, tao thấy tốt lắm. Ê, hơn nửa tiếng thì tốt quá, chứ đừng 3 tiếng trở lên phải coi chừng. Tao đã từng đào và từng xuống địa đạo, đây là vấn đề khoa học, không phải vấn đề lập trường. Thiếu dưỡng khí thì dù có thừa lập trường cũng không có kham. Mày phải đặt vấn đề nếu có chốt trên đầu thì phải làm sao? Mày bảo tao phải làm sao? Người ta cứ tưởng xuống địa đạo như đi xuống nhà nghỉ mát, nằm ngủ khỏe re, chờ giặc nó rút đi, trồi lên bắn tỉa, xuyên hông hay giác đuôi nó dễ ăn như ớt. Sự thật không có phải vậy đâu. Một cái đánh giấm ở dưới đó có giá trị bằng một trái bom nguyên tử trên mặt đất vậy. Còn đuổi mấy cô công chúa kia có kỳ thì cả hầm sẽ bị chết ngộp. Rồi khát nước, rồi tiểu tiện, rồi ăn uống. Bất cứ cái gì cũng kỳ cục khác thường hết cả. Đừng có tưởng đơn giản mà chết. Ê, sao mày rành vậy? Thì tao đã xuống dưới rồi chứ bộ. Cái thằng nhà báo bỏ chét tới đây hồi năm ngoái rồi quay phim Lòng Địa Đạo. Nhưng nếu nó quay được thì tai hại biết bao nhiêu. Cứ để cho nhân dân thế giới thưởng thức cái địa đạo trên đài Giải Phóng và đài Hà Nội thì tốt nhất. Bỗng nghe tiếng lục lạc, ngựa len keng, Tám Nghi ngắt nhẹ, hông tôi và thì thào. Ê, ổng kêu vô. Tám Nghi dẫn tôi đến miệng ngách, rồi đùng tôi vào. Một người cao ốm mặt dài, cầm dài, trán thấp mà ngang tràng, mắt lương ti hí, nhe răng cười mà không ra tiếng, chỉ phát ra tiếng hừ hừ như sư tử vần mồi. Đi tới đưa tay cho tôi bắt lấy và nói. Ha, anh Tiêu, anh Mạnh hả?
Ê, cậu làm gì ở dưới với mấy thằng Bắc Kỳ lâu vậy? Có móc được gia đình không? Ê, dạ tôi nằm chờ, ông già vô cho tiện đồ về. À, còn vụ thằng em? Dạ chưa có kết quả. Ê, mấy thằng đó làm ăn ba láp, gặp đâu sau đó, cán bộ chiến đấu không phải dính vào những cái chuyện địch dẫn lăng nhăng như vậy. Con người ta ai cũng chỉ có một bộ óc, là hãy làm tham mưu thì không có chính trị, hãy làm chính trị thì đừng có làm tham mưu. Cái thằng chính trị á, nó nhìn cậu nó thấy như một cục mồi nhử cá, còn thằng tham mưu nhìn cậu như một cái búa đập kẻ thù, cậu có hiểu chưa? Anh vừa nói vừa móc gói cáp xăng ra để đưa cho tôi. Ê, theo tôi á, trong nghệ thuật chỉ huy không nên có hai bộ phận chính trị và tham mưu cùng một lúc. Tôi mời lại anh và bật lửa cho anh đốt. Anh nói, kể từ khi cậu đi miền Tây tới giờ tôi không có gặp lại. À dạ, gần 20 năm. Cậu hồi đó còn thiếu nhi nhưng đã có khiếu quân sự, 14 tuổi mà dám đánh xe tăng. Dạ làm ẩu may mà được anh à. À cậu xài cái ống quẹt ngon quá. À, dạ của người ta mua ở chợ Bắc Hà cho. Nói xong tôi để cái hộp quẹt lên bàn. À, dạ anh cất dụng còn cái kia để tôi gửi ra Hà Nội sửa. Tôi cũng có nhưng cái của xưởng cơ khí Hà Nội làm quẹt rách ngón tay mà không ra lửa. Tấm Nghi thò đầu vô hỏi. À dạ anh Năm còn bảo gì nữa không? À dặn con Hiền mua thuốc hút cho tôi. À dạ có rồi anh Năm. Thịt thỏ bảo tụi nó chiên sả ớt, đừng nấu kiểu có nước lỉnh bỉnh như vừa rồi, ăn tanh lắm. Tấm Nghi thục ra, anh bảo, cậu đó giao liên lục quân mà chậm chạp, không linh hoạt, việc gì cũng đợi nhắc. Tôi mở sắc cốt định lấy bức thư của Thượng tá Phúc, Phó Tư lệnh Pháo binh RU-80 của ông Tư Khanh, nhưng lại thôi, chỉ móc giấy công tác ra trình. Anh ta xem xong để trên bàn, xòe tay to lớn ra, đập đập trên tờ giấy gầm gừ. Cái này là không có được. Tôi giật mình hỏi, dạ anh nói sao? Hễ công tác ở tham mưu thì công tác ở tham mưu, không có chặn hẳn hai chân như vậy được. Tôi ngồi lặng thinh, không biết số phận mình ra sao. Ổng không nhận thì có nước lội về rờ, trên đó còn ai đâu. Sức hút duy nhất cho tôi trở về rờ là các em thôi. Các em đã tản lạc hết rồi thì về làm cái gì nữa? Anh ta hất hàm. Cậu muốn tham mưu hay chính trị? Dạ ở trên sắp xếp đâu tôi ngồi đó. Nói vậy sao được, tham mưu là thực tế, nhìn bom đạn là bom đạn chứ không có thấy là mầm mống căm thù như chính trị. Theo cậu cuộc chiến tranh này sẽ đi về đâu? Tôi ngần ngại, anh bảo ngay, Trung ương không hiểu cái gì ráo mà phát động chiến tranh, giống như hồi 45 tầm dông đánh xe tăng, nhưng bây giờ không có giống chút nào. Một cô bé đưa trà vào, anh rót mời tôi uống, rồi tiếp. Bình thường có nói ba yếu tố chiến tranh, thiên thời địa lợi nhân hòa, kẻ nào có ba yếu tố đó sẽ thắng. Ta có không? Tôi sát hạch chính trị cậu đó, nói nghe thử đi. À, dạ thiên thời ta có là gì? Đây là đất của ta. Mỹ không quen cái thủy thổ nhiệt đới này. Địa lợi ta có cái địa đạo thôn liền thôn xã liền xã, ta thuộc lãnh thổ hơn Mỹ. Nhân hòa thì anh cười như con cọp bị hóc xương. Nói vậy nhân hòa nghe thử coi. Dạ ta có dân, Mỹ bị dân thù ghét. Anh ta khoanh hai tay trước ngực, ngã ngửa ra thành ghế. Cậu làm chính trị có thư lắm. Cậu nói y như cha tám quan, nhưng đó là những điều trật lất. Mỹ không chịu được nhiệt đới nếu nó không có máy lạnh. Mình ốm đau vì ăn ở ngoài rừng, bệnh không có thuốc. Thậm chí bị thương chở tới bưng còng ông Tám Lê chạy trốn. Lính rượt bắn ông đó là thiên thời, còn địa lợi thì đây là... Anh ta dậm chân. Địa xảo chứ địa đảo gì? Ở chui rút như chuột, có thấy trời đất gì mà chỉ huy. Còn nhân hòa hả? Thằng ba say xã đội phó này cho vợ con ra ấp chiến lược hết trụi. Chung quanh đây bà con cũng đi hoặc sắp đi. Người ta không thích mình đến. Vì mình đến có nghĩa là bom pháo B-52 biệt kích đến. Cậu nhớ hồi 95 không? Mình đi tới đâu gà heo ngã liệt tới đó. Dân chúng xếp hàng hai bên đường chào đón hoặc tiễn đưa. Còn bây giờ cấp trên phán như vậy rồi, mình cãi làm sao? Tập 56 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 57.